biết tao về em được. Hả? À? Khi nào về em? Vào xem thường có biết không? Không. Ai? Mày đang đâu ấy? Thế à, đừng có like ảnh like hết của chị Yến nhá. Không là mẹ chết anh Huấn đấy. Thì mẹ chị mới áp lên cái ảnh ấy ấy. Áp mấy ảnh gì ấy. Đừng like, cô giáo nhìn thấy là em đang là người của công chúng. Alo, alo, tự nhiên giờ tiếng to hẳn này. Vâng, chúng ta cùng đến với trận thi đấu đầu tiên ở trong xế đấu thứ 3. Và đây là màn hình máy Yamoto của game thủ hận đời. Cầm Yamoto, tươi rồi. Yamoto trong cánh bài này dâng lời thì nhiều khả năng là sẽ có một nhà lên viện. Đảm bảo luôn. Rất nhiều hiêu, kia một bãi quả to. Soi tham 16 dân tất tật, có BB 12 dân, dường như BB là người cầm Taliban trong trận thi đấu này. Không ai soi quân sao? Việt M không soi, tôm cũng không soi. Tôm đang câu voi. Con này nhiều khả năng chết là rất cao, nó sẽ đập đầu vào vãi quả và chết. Tên này F3 hơi ảo, tôm ơi là tôm. Vâng, con voi nó sẽ chạy cực nhanh trong tên này, tôi đảm bảo luôn. Chúng ta hãy cùng chờ đợi đến một tên huyền thoại. Một tên câu voi huyền thoại đến từ game thủ Tom Soukiu. Ô, một máu. May con voi dưới dốc, khổ. Nó mà là... Thôi. Còn cố cầu dùng phím S. Có ai dành cho game thủ Tom Soukiu? Con này vẫn về đến nhà. Đây là một tên câu voi huyền thoại thật đến từ game thủ Tom Soukiu. Câu voi huyền thoại thật. Huyền thoại thật. Chết thì con voi sẽ đi vào lịch sử. Nhưng tôi không hiểu sao nó lại đi vào cái đường này. Thôi, đây đúng là một con voi huyền thoại. Vâng, con voi huyền thoại thật. Bởi vì như con khác nó sẽ quay đầu đúng về cái đường nó vừa đi. Ơ kìa. Ơ. Đúng là con voi huyền thoại. Ơ. À, nhưng vậy con voi vẫn còn đầy bình mà. Tôi tưởng con voi còn một máu. Quá hay dành cho một tên câu voi đến từ game thủ Tom Soukiu. Không thể ngờ được là con nông dân không chết mà con voi vẫn có thể về đến nhà chính nhà của Tom. Mặc dù đây là một tầng dốc cao 3 thước. Chúng ta có thể thấy một tầng dốc cao 3 thước. Nhưng Tom vẫn có thể cho được con voi về với nhà chính nhà của mình. Đúng là không thể tin nổi. Một chiếc BS nữa sắp dừng vào. Trong cánh mà cần thiết thì có thể lại xoay vỉ và đánh theo kiểu Kata chắc nhà. Nhưng không. Phong cách của Tom thì vẫn thế. Đánh rất cái kiểu lửa vời. Một chiếc BS mà đánh nghĩa ra gặp tôi thì tôi sẽ đóng nó sát rừng hơn tí. Để cho nó đẹp hơn. Nhưng mỗi người một phong cách. Chính vì thế mà không thể đổ lỗi dành cho Tom được. 26 dân mà tại sao chiếc BS này không phải sát rừng hả Tom? Tôi vẫn không hiểu. Giá như chiếc BS này sát rừng thì Tom sẽ có lượng gỗ đều hề hơn. Bởi vì chiếc BS đầu tiên không phải là một chiếc S đẹp. À, S thứ 3, một bài đánh chém 3S. Đến từ game thủ Tom Soukiu. Vâng, Kata trận này anh lại lên đời muộn nhất bản đồ cho mà xem, tôi đảm bảo. Xong người ta lại tưởng Tom đánh cung A một áo. Kẹp pháo. Đúng cái bài của Sơn BG ngày xưa anh hay đánh choi son. Kể cả đánh 4-4 vậy, Sơn BG anh cũng chơi những cái bài... Cung A một áo kẹp pháo. Rất dị. Thôi xem Gunny đi.
Vâng, thông tin từ các khán giả, các khán giả báo về thì Dũng Con 23 dân lên đời rất sớm. Gunny dâng là nửa vời. Cũng lại nửa vời thôi, các anh đánh rất chơi vời. Ấy, nụ hồng mong manh siêu siêu sớm luôn. Bên kia có quân gì? À, một baby, một xe, một bay. Hai baby, một xe, một pan. Là quân ở các game thủ bên phía team Liên Quân trong trận đấu này. Hai baby, một xe, một pan. Tươi đấy. Một tơn tươi. Đào vàng đi. À đây rồi, đây rồi, đây rồi. Bãi vàng quá xa so với quy định. Như bãi vàng gần thì lại xấu. Chính vì thế mà anh ăn bãi vàng xa. Một cái BS. Vâng. Vâng, đúng là người khôn thì đóng S nửa vời. Các cụ dạy rồi, không sai. 25 trên 28. Ngựa giò bắt đầu chạy. Vâng, dâng lờ cánh trái nhưng bây giờ anh đang tạt bóng cánh phải. Chúng ta có thể thấy rất hay. Một tên đấy rồi. À không. Mình. Đội mình. Khổ. Tôi cứ tưởng đống dân to thế kia mà khổ. Việt BM cầm gì? Kata tự nhiên là chết một dân. Đầu cánh là BB. Vâng, BB. 2L sẽ được vắt. Và bây giờ thì BB sẽ chết 3 con nông dân. Lại chết dân nữa, Việt ơi là Việt, khổ. Không hiểu sao Việt đang quá mất tay với cái gì đấy rồi. Ngày hôm nay dường như Việt vẫn chưa thể lấy lại được phong độ của mình. Có lẽ là cần phải có những tên cõng tạ tại dự án Dũng Con 3 lúc nửa đêm thôi. Việt BM vẫn rất chăm, rất hay thường xuyên cõng tạ nếu những lúc rảnh rỗi. Vâng, những khi rảnh rỗi thì Việt BM vẫn thường hay đánh với một đội tuyển cùng phòng của anh. Một đội tuyển cực kỳ cứng. Vâng, một phòng trọ của Việt thì có đến 10 người. Chia đều ra làm 2 team, mỗi team có một cầu thủ dự bị. Coi như là một huấn luyện viên luôn. Ngồi chỉ đạo chiến thuật rồi chim lợn đủ các kiểu. Đánh rồi còn phải tranh suất đá chính nữa cơ. Phòng trọ của Việt thật sự là một phòng trọ tuyệt vời. Và đấy là một phòng trọ của cuộc đời sinh viên tuyệt vời nhất mà tôi từng thấy. Chia được làm 2 team để có thể đánh kèo. Vâng, Việt BM thì bây giờ anh có thể chơi nhà màu 4 hay không. Nhưng bây giờ thì nhà màu 3 trong cánh Super He He chưa có con cung R nào. Thì 4 con chém đã vả thẳng vào mặt rồi. Chúng ta có thể thấy được cái độ chơi đến từ game thủ Hưng Nhổn. Độ quá chơi luôn. Vâng, đừng có đùa mới Nhổn. Vâng, 30 trên 36. Dũng Con đang có điểm số rất cao, dường như anh đang chém tốt. Một bài mà game thủ Dũng Con, liệu rằng anh có thể chơi được cái gì hay không? Màn hình máy của Việt, thôi đến với Việt. Từ đầu đến giờ Việt chưa được lên hình. Đây là màn hình máy game thủ Việt BM. Việt BM đang có một cái tham là bao nhiêu. Katarian đang chuẩn bị dummy vào nhà màu 4. Ơ kìa, cái đút kìa, lỗ kìa, ơ kìa, tôi. Không hiểu sao. Có lẽ cần phải cho Việt lấy vợ luôn. Lỗ như thế, đẹp như thế mà sao Việt không đút. Không hiểu. Bây giờ thì anh lại bắt đầu lại còn phải chọc những con y này vào nữa. Khổ. Vâng, BB đã mời gọi đến như vậy rồi. BB mời gọi đến như vậy, sao Việt BM còn không hiểu ý hả anh? Việt hôm nay anh chưa lấy lại được phong độ của mình rồi. Đây là tôm. 37 trên 72. Kích. Vâng. Kích rồi. Em. Thôi tí nữa thôi. Bây giờ là chưa xem được. Bây giờ là chỉ có Nhổn thôi. Bây giờ là chỉ đến với Nhổn để xem Nhổn đi đánh chém nhau thôi. Chứ giờ mà xem máy của tôm, chẳng may mà tôm. Này. Một tên phải e được 3 thằng nông dân. Cứ tưởng 30 thằng thì tươi. Thì được có 3 thằng thôi. Như vậy là mình cũng đi chết 3 thằng. Nhưng không sao, người đánh chém chết 3 dân không hề ấn gì, và người đánh cung chết 3 dân.
Đây này. Đây này. Kìa. Lại có một thằng. Ồ, thế mới hay. Nhưng Tơn bẫy dần đến từ game thủ He He. Và anh vẫn đang tích được một số lượng quân cũng hơi khủng. Vâng, He He, He He chưa thể lên ra, chưa ra được khỏi nhà. Rất tươi. Gunny đang chém thật sự là như một con trâu. À đây rồi, đây rồi. Cái bãi gỗ xấu nhất thì nói là bãi gỗ của nhiều dân. Còn bãi gỗ đẹp nhất thì là chỉ có một hai thằng thôi. Game thủ He He anh vẫn đang giấu dân rất tốt. Đấy là một nghệ thuật giấu dân. Vâng, sách giáo khoa trang 12. 26/40 là tham lai đến từ game thủ Hưng Nhổn. Bây giờ thì có con ngựa giò chạy đi. Tham lai mình đang bị đè, meo meo là người cầm sen. Dũng con dường như... À! Có lộc kìa, bãi hiêu nhảy. Dường như có một cái động thái gì đấy của những con nông dân Pimeran chạy qua. Việt BM vẫn đang chăn dân pan mà định máy của game thủ Việt BM 22 thôi. Vừa lấy thì anh... Vâng. Bị mời đến như thế mà game thủ Việt BM không đút vào cái lỗ này. Sao lại bơm? Thôi chết tôi rồi, nhầm rồi. Nhầm hàng rồi. Đến phút thứ 2. Thôi ốp rồi, ốp tôm rồi. Cụ đi rồi, cụ ơi. Cụ quá đi rồi. Vâng, nụ hồng mong manh. Tôm mới thực sự là một nụ hồng mong manh. Khi mà chỉ cần một tơn thôi. Một tơn thôi, chọc vào tôm đã quá đủ chết. Cung rờ sen của cái thủ meo meo đang còn rất đông. Hận đời bây giờ vội vàng về cứu. Tôi nghĩ là không kịp. Khi mà số lượng cung rờ meo meo đang quá đông. Bây giờ Dũng con anh cũng đang giật về để cứu. Vâng, tôm thì vẫn đang mang cả hót với cả nông dân đi cùng. Vâng, quân dân kết hợp. Nhưng bung nhà thế này thì lại rất yếu. Giá như còn một cái địa điểm nào đấy cơ thì lại khỏe hơn rất nhiều. Nhưng cái kiểu bung như thế này thì thôi, lực là cực kỳ yếu luôn, siêu siêu yếu. Và bây giờ thì thôi đấy, đấy lại chạy ra. Vâng, cứ vừa vào cái rõ là nhà mình, nhưng mà cứ vừa chạy vào thì lại bị thằng khác nó đuổi. Đúng là tôm. Việt BM 21/32. Gunny 22/36. Gunny đang thiêu quá nhiều chém để có thể bảo kê nhà cho tôm. Và bây giờ thì có lẽ là xong rồi. Vâng, 30/72 là tham lai đến từ game thủ tôm sâu kêu. Cung R đang bắn. Vâng, hót đảo thôi, quẩy đi tôm, đúng rồi, quẩy như tôm vào, rất hay. Nhưng bây giờ sao cung R đông vậy? À đấy là vừa rồi là tơn cung nháp thôi, bây giờ là tơn cung thật, cung tơn cung chính thức dành cho tôm sâu kêu. Thôi Việt VM nhìn cái tôm này thì thôi cũng quýt luôn rồi. Thôi tỷ số là 1-1 rồi. À 1-0. 1-0 các cái thủ bên phía team Liên Quân. Chúng ta cùng chờ đợi đến với trận thi đấu tiếp theo. Trận thi đấu thứ 2 ở trong trận đấu thứ 3. Dũng con anh không thể cân đôi. Dũng con không cân đôi trong trận thi đấu này. Anh lên đời quá sớm nhưng lại phế. Yugi đánh thực sự là quái. Dường như game...